Từ chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đây là bản tin kinh tế. Hollywood biết rằng Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai về phim ảnh của thế giới. Và nó chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành thị trường lớn nhất thế giới. Năm ngoái, thị trường vé rạp chiếu phim của Trung Quốc đã tăng lên con số là 6,6 tỷ đô la một năm. Chính vì vậy, Mỹ đã nghĩ ra rất là nhiều cách để có thể tiếp cận và trình chiếu để phát triển cũng như là tiếp thị ra nền phim ảnh của Trung Quốc. Các nhà làm phim của Mỹ đã đang cố gắng để thu hút sự chú ý của những fan hâm mộ người Trung Quốc với nhiều kịch bản cũng như là diễn viên của Trung Quốc hơn. Bộ phim Kung Fu Panda 3 của Trung Quốc đã được cũng là một trong những cái ví dụ điển hình, và cái ngày phát hành bộ phim này cũng đã được lựa chọn rất cẩn thận. Bộ phim được công chiếu đúng vào dịp Tết Nguyên Đán của Trung Quốc và nó đã đạt được kỷ lục là 100 triệu đô la một ngày, 100 triệu đô la tiền vé trong ngày công chiếu đầu tiên. Điều này cũng đã phá vỡ cái truyền thống của những rạp chiếu phim của Trung Quốc, tại vì những bộ phim của nước ngoài thường được cấm chiếu ở Trung Quốc vào những ngày trong dịp năm mới. Trung Quốc đã nhưng mà bộ phim Kung Fu Panda đã có thể có một ngoại lệ được phép chiếu vào dịp lễ của Trung Quốc, tại vì đoàn làm phim Kung Fu Panda đã có đối tác là một nhà sản xuất Trung Quốc tên là Oriented DreamWorks, có nghĩa là giấc mơ phương Đông à? Oriented DreamWorks.
ước mơ phương Đông. Với thị trường Mỹ, dành cho thị trường Mỹ thì bộ phim đã làm hai phụ đề tiếng Anh và phụ đề tiếng Trung. Và sắp tới đây thì cũng sẽ có một bộ phim với nội dung xoay quanh văn hóa của Trung Quốc với những diễn viên của Hollywood là Matt Damon và diễn viên của Trung Quốc là Andy Lau như là những diễn viên chính. Bộ phim này dự báo cũng sẽ thu hút được sự chú ý của rất nhiều fan hâm mộ Trung Quốc và sắp tới. Bộ phim này tên là bộ phim Vạn Lý Trường Thành. Và những bộ phim của Mỹ cũng bắt đầu sẽ có những giám đốc sản xuất là người Trung Quốc. Trong đó, ông Paul Degarabedian là một trong những nhà nghiên cứu là một chuyên gia hàng đầu ở Rentrack, là một nhà nghiên cứu về truyền hình đa phương tiện thế giới. Ông nói rằng rất nhiều nhà làm phim của Mỹ có mong muốn được làm việc với những đối tác là những nhà làm phim Trung Quốc, tại vì đây là một thị trường rất lớn, thị trường phim ảnh cực kỳ rộng lớn. Từ chương trình học tiếng Anh cùng đài tiếng nói Hoa Kỳ, tôi là Caroline Presutti.